Trận mưa từ đêm qua và rạng sáng nay 10 tháng 9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây ngập lụt trên một số tuyến phố ở Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lưu thông của các phương tiện và sinh hoạt của người dân. Hiện tại mưa thì ngập lụt hết gần tới đầu gối, rất nhiều xe máy bị chết máy. Chỉ có một số xe máy cứ gầm cao thì mới có thể đi qua đi lại ở khu vực này thôi. Thoát nước thì rất là chậm. Từ hôm qua đến giờ tạnh mưa cũng được vài tiếng rồi nhưng mà nước xem chừng là không giảm được nhiều lắm. Nấu cơm nấu kiếp khó khăn, nước lôi không có, vất vả lắm. Nói chung là đã như thế này là khổ đủ mọi đường luôn cháu ạ. Từ chung cứ mưa là ngập. Tại vì bây giờ chặn hết cống rồi, làm gì có cống chảy đâu. Nếu mưa nhỏ thì ngập nhỏ, mưa to thì ngập to. Ví dụ như ẩm mốc tường, các đồ đạc nó hỏng ấy, ẩm mốc. Với lại mình bất tiện trong sinh hoạt, thế thôi. Còn đi làm thì cũng không đi làm được. Mỗi lần mưa ngập là chúng tôi, bà con chúng tôi là phải tát nước ở đây ra. Vì cái đường xá thứ hai là cái lẻn này nó rất là thấp. Đấy mà cái đời sống của tôi thì rất là khó khăn, trước mắt là khó khăn về cái thời tiết. Đấy là cứ đậm mưa cái là bắt đầu nó lại ngập lên, chúng tôi phải tát thôi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với áp cao lục địa tăng cường, từ sáng sớm 10 tháng 9 đến sáng 12 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, do đó người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh để không có thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Lượng mưa phổ biến trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 80 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm.